I don't like. Thôi hiểu quá. Đâu hiểu đâu nhỉ? Kìa, nghĩa kìa. Hiểu rồi. Sao còn thiếu nhiều người quá nhỉ? À, còn ai nữa mọi người? Ok, mẹ nó bơ luôn ạ. Ơ, thằng Hiểu vét màng đâu rồi? Mẹ ra đừng đấy, cả làng vét màng. Chạy mẹ đâu rồi? Zino, thằng nào? Ê, Zino là ai đấy? Zino là ai đấy? Bảy, Zino là ai? Ơ kìa. Bảy. Có thằng Zino vào à? Không. Không. Mày là thằng nào? Trời, em cứ tưởng là Bino à. Từ từ hỏi mẹ nó đéo trả lời, kích con mẹ nó ra mà. Em cái chat đi rồi. Cái chat mày vào ăn buổi à? Nguyễn Tiệp Anh ơi. Em ơi, em cái chat đi rồi. Cái chat mày vào ăn cả cả mẹ giúp người ta đặt pass rồi. Đâu rồi? Nó đâu rồi? Lẳng lặng thoát rồi. Mẹ hãm lồn ban đêm 1 giờ sáng. Tôi thấy ngại thay cho nó. Thoát xong cũng đéo nói là em zone gì thoát luôn ạ. Sao mỗi con sói vậy? Meta mới à? Đúng rồi nè, meta mới. Cho mọi người đổ lỗi lẫn nhau. Oh. Oh my friend. Giết Pino, giết Pino anh ơi. Giết Pino, giết Pino, giết Pino. Giết Pino. Ok à? Không, có phải em. Oh my friend. Mọi người chỉ đồng thanh với Linh. Không còn một ai khác cả Pino ạ. Chơi chơi cái gì mà nhiều dân thế? 8 dân à? No, no, no. Chơi 8 dân à? Mẹ ơi. Anh Hiếu chỉ nhìn không chỉ luôn. Mẹ mà có bộ quần áo trông điều lá chuối ra đây. Không, ơ kia. Bây giờ nhá. Em ảnh nhá, em trước đó đầu thì chả quá là hóa ra là có quá dễ luôn. Bấm rồi, bấm rồi, bấm rồi, bấm rồi. Em đang ăn. Ăn nhai rửa anh ạ. Vẫn vẫn ăn thịt luôn. Not like, not like. Quả vừa rồi nuốt, quả vừa rồi vừa nuốt. You eat the snake meat, right? You ăn thịt luôn. Không. Anh ăn thịt khác rồi, snack đúng không? Coi. Anh ăn snack đúng không? Dạ. Hơi to quá. À ok để em chọn. Anh ơi check mic em. Ôi gì em cũng hơi nhiều nhá. Rồi ok rồi, mic mọi người ok rồi. Vừa setup xong ạ. Ok nhá mọi người. Ok thôi nhá. Ok thì giết thôi nhá. Chỉ mẹ mày à? Ok. Không cái khu em. Mọi người ơi. Giết Tino, you die, man. Alo, mic em ok hơn chưa anh? Mày. Ok, mày. Mày giúp tao đúng không? Okay. Mày giết nó đổ tội tao đúng không? Thế có giết nó không? Man. Không, anh nghĩ là thôi nói thế thôi chứ mà thằng Snake chết thì chắc chắn là đéo liên quan thằng Pino rồi, nó là không. Người. Không, tao nghĩ điều bảo. Bọn em vừa chơi lại nhau sao? Thằng Quang giết Snake đấy. Nếu mà là em ấy thì em sẽ giết thằng Pino để em đổ tội cho thằng Snake. Em thề. Chứ em không giết thằng Snake đổ tội thằng Pino đâu. Nó khác đéo với nhau. Thế thì anh Quang khác nhau gì đâu? Khác nhau, chẳng khác nhau cả. Khác nhau, đéo với mẹ. Bọn tao vừa tốt bọn tao là. Ờ đấy. Vừa chơi lại. Ờ đấy. Lý do đéo thì giết. Đúng vậy. Không phải em thật. Mọi người ơi, thật sự không phải em, bởi vì em đang đẩy cho Pino để em tìm ra sai sót của nó thôi. Sai sót của em đâu. Mẹ em thấy bây tao. Thật sự là round đầu mình làm gì để giết đâu đúng không mọi người? Mọi người chỉ có một sói thôi, một sát thủ thôi. Round đầu mình gì để giết vội nhỉ? Mình cứ ngủ một đêm đi. Thái sợ thay là giết cho đỡ bị lâu nhỉ? Tôi không sợ. Tôi không sợ. Vấn đề là tôi bị chết sớm quá, tôi không phục, bạn hiểu không? À. Chứ tôi không sợ chết. Thôi mái giết nó vậy. Tao mái giết nhá. Ủa nhưng mà 7 ơi sao 8 dân lận nhỉ? Ai bố ai chơi được cái gì nữa? Meta mới à? Có meta luôn à? Vãi lộn. Mà sói dạ, phiên bản giấu mà chơi đâu cần nhiều roll đâu anh. Muốn chơi trò này lại nhớ Piu á. Đấy. Tại kênh chat thôi mà thằng Piu nó nghỉ game này các bạn. Ui. Hunter duy nhất của làng. Thế giết đỉnh thế nhở? Ôi bây giờ giết quen để cho mọi người.
giết quang hả? Cái thằng là thằng Zino kia là sói nhá, tại vì bây giờ chỉ toàn mỗi sát thủ giết người thôi, không thấy sói giết hai đêm rồi. Đây anh bị rất anh bị giàu nha. Hợp lý. Có ai bị giàu nữa không? Thế là em bị từ round đầu rồi. Em bị giàu lắm rồi luôn này. Bị giàu là nó có cái biểu tượng không có phải em bắn đại. Đúng rồi. Được. Giết quang được. Phản ứng thằng Quang hơi lạ. Không, em bảo là giết em cũng được mà. Nhưng vậy không giết em. Còn những ai bị giàu đây? Anh bị giàu mới. Không, nhưng mà tao tin là thằng Quang nó phải làm một cái gì đấy. Không. Hết rồi. Em crash game rồi mọi người ơi. Không, nó phải là một cái gì đấy. Mà bây giờ thì Hunter ra con mẹ rồi đúng không? Còn mỗi ba Ron kia là Ron đéo phải là của dân mình thôi, giết thằng Quang là hợp lý rồi. Sao anh không hỏi những người khác mà anh lại hỏi em? Mà anh lại chỉ suy luận mỗi mình em. Thì từ đầu đến giờ mày có biểu hiện lạ thôi chứ ai có biểu hiện lạ đéo đâu. Không anh, những người ngồi im cũng có thể là sói mà, cũng có thể là sát thủ mà đúng không? Đâu phải là những người nói mới là sát thủ đâu, mới là không sói nha, đâu. Tao phân tích cho mày nha. Nếu như là mày là sói, mày cãi dai lắm, đúng cái giọng cãi của mày luôn. Nhưng mà nếu như mày là người, mày ư thôi, chết được không đâu cả. Không, em đang là người mà em đang cãi thật. Đúng không? Mày công nhận không? Em đang nghĩ là anh em đang nghĩ là anh cũng có một cái mùi gì đấy để anh cố tình anh giết em. Ui rồi em rồi. Dân mà. Anh với mày đổi mạng luôn cũng được. Bây anh giết mày xong sau anh tự hủy luôn. Anh tự hủy. Nhưng mà như thế thì làm mình thua mất nếu anh là dân. Không thua được, tại vì mày phải là một cái gì đấy, hiểu không? Em không thể là cái gì đấy được, ok. Em không thể là một cái gì đấy được. Em sẽ chứng minh là anh sai ở cuối ván. Ok nhá. Cuối ván thì này em thấy giọng nó cứng phết đấy nhở. Cái giọng này đúng rồi anh ạ. Nó cứng phết đấy chứ. Làm một cái gì đó ấy. Không, giọng này nó làm một cái gì đấy, hiểu không? Tin tao. Em không thể làm một cái gì đấy được, em chỉ là dân làng thôi. Mọi người thế. Ủa, bây giờ đổi nhà đổi phong thủy đổi meta hay sao anh ạ? Giọng nó tím lắm. Tất cả mọi người ngồi im như này, xong bây giờ chỉ cần phải có một người ngồi đổ tội cho người này người kia để tìm ra sai sót chứ, đúng không? Thế bây giờ không ai đổ cả thì mọi người ngồi im hết thì dân làng không thảo luận. Thế nhưng cứ người lên em bảo sẽ này, nghi ngờ. Em bảo này, nếu đây như mà có khi nào quang, thằng sói nó quang ao mất rồi. Ừ, thằng sói nó ao rồi. Thì thằng sói ao chắc chắn là thằng sói ao rồi. Nếu thằng Quang ấy nó là dân không phải làm cái gì đấy thì em có thể tạm tin được Đông Cun với Semisit, tại vì hai người này nếu mà là sói hoặc là sát thủ sẽ đẩy giết Quang rất là nhanh, nhưng hai người này không vote bất kỳ một cái gì cả, bởi vì game này hầu như là cả ba role đấy đều là role không có đồng đội, đúng không? Thế nên em tạm thời nếu như Quang làm cái gì đấy thì em sẽ tin Đông Cun với Semisit nhiều hơn. Thế à, mày lại đéo tin anh đúng không? Không, bởi vì anh này, anh Chip với cả Pido vẫn đẩy Quang mà, em vẫn vote giết Quang, nhưng mà em sẽ đặt niềm tin vào Đông Cun với Semisit nhiều hơn. Em bị đổ dầu mà. Và thì chính là xem có mất dầu đây. Ok à. Không phải tôi nói nhiều mà là tôi đéo nói thì lại đéo ai nói cả với nhá. Bây giờ ngày tiếp theo tôi đéo nói các bạn xem cái làng này có kiểu mỗi người nói một hai câu hết. Tại vì đéo ai nói cả, chơi ma sói kiểu mọi người cứ ngồi im một chỗ ấy, cứ ngồi lì đấy thôi, xong rồi đéo ai nói gì cả, thế thì chơi thì nó mất vui. Đây nha, bây giờ tôi đéo nói gì nữa này. Các bạn lại kêu. Đéo được rồi, sát thủ vẫn còn, có khi nào sát thủ vẫn là thông tin không? Không anh. Ê, hết đủ dầu rồi này. Hết dầu. Thế sao Pino lại nhìn ra Pino? Tiên tri anh à? Ừ. Tiên tri? Đâu có tiên tri đâu. Em là tiên tri đây. Em làm gì tiên tri? Em mày đâu có tiên tri đâu. Thì... Cái tiên tri bừa. Mà không nói chung là cũng không phải bừa đâu. Em linh cảm anh Khôi đấy. Anh Khôi là kiểu rất là khéo nhá. Khi mà thấy bị người khác bảy cái là anh Khôi nói rất khéo luôn. Đấy, xong cuối cùng là vẫn chất lại là dối quá. Thầy nói gì là phải nghe, thì phải theo thầy đi. Bây giờ nha, dễ này, bây giờ đơn giản này. Còn mỗi sát thủ thôi đúng không? Đổ dầu chết rồi, sói chết rồi, Hunter đúng. Chết rồi. Đúng. Bây giờ lọc đúng. Dần thôi. Bây giờ theo tao ấy, thì... Bây giờ chỉ có dân với cả sát thủ thôi. Đúng. Bạn có tin tôi không? Đúng. Đâu không, đừng anh. Tích của em vẫn đúng mà. Thôi bây giờ, sao, bây giờ tôi thấy tin thằng Quang bạn ạ. Tôi thương thằng Quang quá. Ok anh xem em, anh cũng chỉ em à.
Chứ bây giờ ba đứa rồi em phải đi rồi, cho nhanh hết thời gian em. Chứ bây giờ anh nếu như quay trở lại cái việc giết Snake ý, thì Pinmo là người rất là nghi ngờ. Chính xác là giết Pinmo trước em chứ. Em người lòi luôn. Người lòi thì thật là má luôn người lòi. Chết mẹ luôn bạn luôn. Chết mẹ rồi. Hết thông tin rồi. Ừ, tôi nghĩ thằng Hiếu lợn đấy, dễ lắm. Đúng, 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 đó là thằng Hiếu lợn đấy. Cảm ơn Nho nhá. À, anh nhìn em. Tại vì tao tin bây giờ mày. Giờ hai đứa ngồi hai cách thì tao phải nhìn qua hai bên chứ sao? Tại vì tao tin mày. Ồ. Tao biết tao thủ là ai rồi. Ai? Kêu tao đúng không? Chắc không? Chắc. Chắc thì vote đi. Ngu lồ thiệt mày, có như thế em đéo biết. Thế là ai? Mình nghĩ là ai? Sao anh lại không giữ anh đâu trước kìa? Ừ. Tao không biết thì tao đang nhìn. Ồ dạ, tiếng sau nó đéo giết tao trước kìa. Tao sát thủ mày chết từ round đầu rồi thằng ạ. Ôi đi mà. Ok. Ôi hết thời gian, hết thời gian. Từ 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 từ. Bây giờ Pino, Pino bỏ bỏ nó đưa trở lại. À không, đéo phải. Hãy thằng này nhỉ. Thằng này, thằng này, thằng này. 50, 50. Em ơi anh, em anh gật đầu ngay từ lúc đầu rồi. Mà ảo cái thằng hiểu lợn này. Yeah. Mà quả cuối tao vẫn 50-50, đéo biết thằng nào với thằng nào. Tao đặt niềm tin vào mày thịt mà. Đủ chưa mọi người ơi, đủ chưa. Mẹ nhớ đã. Em nhớ tại vì anh độ theo em hai bán rồi. Thôi em chưa giới kìa. Kích có người lạ kìa em. Vấn đề chính là mua lòng đổ, thằng đổ nghĩ tại sao nó sống được tao không? Hiểu không? Đó, ừ, nhưng mà tao đéo tin mày đến cuối đời Hiếu ạ. Đéo tin là đéo tin. Còn nếu mà không Hiếu ấy, Hiếu phát đấy mà Hiếu mà giết độ ấy. Đẩy mạnh lên tí là được đấy. Mua tầm Pino ấy. Bảy ơi, hay cho một phù thủy vào bảy. Nhưng mà tôi nghĩ mà tôi giết độ. Đó, vậy là đẹp rồi nè. Bộ này đẹp rồi. Bộ meta này hay đấy ngay, không cần để thấy. Đó, đó, đó. Bộ này là không phải tao. Bộ này là cân bằng nhất rồi anh ơi. Ủa nhưng mà ai nghĩ mọi người? Ai nghĩ đấy? Có ai nghĩ đâu, anh nghĩ đâu, thiếu người mà. Thiếu một người mà. Ở đây à? Ở bên đầu kia à? Hồi nãy mất mất sói á, nó cũng hơi dễ dễ. Giờ có sói nè. Ơ? Ô kìa, mẹ mà tại sao lại có ném bình trượt nữa là thì đéo nào. Holy fuck. Lăn mẹ mày ra đằng sau thằng Quang rồi. Là nhau. Đéo hiểu. Tệ vai đài. Trúng không? À vẫn trúng à, ừ thế thì còn được. Mẹ mà còn có ném bình trượt nữa thì thôi. Cái chat chửi mẹ ngu người. Sợ vai đài. Oh shit. Oh. Ok. Ok à. Ờ, con sói. Tại vì cái sói là wow, như vậy là sói đã cắn trúng sát thủ rồi. Đúng vậy, wow. Thế là cái assassin. Bây giờ nha, đơn giản vài đái là sói chỉ cần ra mặt và nói ai là sát thủ như thế là cả làng mình đã thắng rồi. Em bị tắm dầu mọi người ơi, em bị tắm dầu. Sói đâu? Em cũng bị tẩm dầu mọi người. Ai thì em thật. Thằng ai là tấm dầu sông Long nhỉ? Ở đây rồi, rồi cũng em, làm sữa đêm qua em giết Pino không chết anh ạ.
Mày. Góc sói này. Mày. Như vậy đấy, anh thấy không? Mày anh là anh sói thấy... và sao mày là sao mày giết anh khôi? Sao mày giết anh khôi? Hai nhím. Giết anh khôi xong đủ tại sao? Em giết anh mà. Đúng nhá. Mọi người ơi, hãy giết quen đi, quen là tắm dầu ơi, giết quen mình. Tắm dầu bọn em thôi. Giết thì tao chết rồi. Lôi ra. Mấy người chỉ như thế này. Đấy trưởng làng mà mẹ cho mày làm trưởng làng. Tại vì bọn tao cảm thấy hối hận vì lúc nãy giết mày. Mày là một người dân chân chính. Ok anh ơi. Thôi anh có tin em ở đâu em. Bây giờ tao tin mày, chuyện quá khứ bỏ qua một bên đi. Đây tắm dầu nhiều nên da hơi đen rồi anh ơi. Bớt đi. Cầm màu màu, bố mày trắng rồi. Con thì phải tôi bị lắc rồi. Trắng. Trắng dái thì có. Ôi. Đi qua đường nào qua tầng 1 lấy qua chuyên mail lấy con mô hình về đi nhá. Ok, giết bạn trước đã. Vô luôn. Vô luôn. Okay. Xong rồi. Ok. Sao bảo bầu trưởng làng cơ mà. Xong lồng chỉ luôn ạ. À. Không, bây giờ là mình có hai. Ok. Wow. Hai chú ấy, hai chú ấy. À. Bỏ vote ra đó. Anh em là lỡ vote rồi. Để sương mù nha. À, em thấy thằng đẹp chỉ cho nó rút tay lợi nó sao em thấy. Ồ. Oh. À. Fucking shit, fucking shit. Oh, trời ơi, tao làm trưởng làng làm gì? Sao nửa đêm phải nhìn mới kêu gì đấy? Quá nhiều người chết. Có hay là nó biết trước là nó sẽ chết thì sao ấy? Nó dính dầu các bạn ơi. Em vẫn bình thường nhá, chưa vấn đề xảy ra nhá. Mà giờ đéo tin vào mối lợn nữa. Em biết quan là cái tấm dầu nè. Thực ra bây giờ nghi vấn. Anh là dân đi phải. Ok à. Mẹ thằng nhím chết rồi mà. Tập dầu lắm. Nhím ơi tắt mic, nhím ơi. Oh fuck, sorry. Được sao ta có nâng nhỉ? Sao lại có hai thằng này nó rủ em vậy? Cái là nhím dầu. Nghi thì rủ cho. Mày hai thằng mày ngồi đấy đợi tao tí để tao nói đã. Đấy, đem sâu chuỗi dữ liệu trước, đầu tiên là anh Khôi chết, xong rồi thằng nhím nói là hôm qua giết thằng Pino không chết. Đấy, thì cái nghi vấn đầu tiên đặt ra là thằng Pino trước đã này, vì đêm ngay sau đêm trước là thằng nhím nó chết. Thì mình không biết được là đấy là fake hay là không. Là sao đéo hiểu sao? Gì cả. Thì anh như nào? Thì cái lúc bắn trong đó thằng thằng nhím nó bảo là Pino là sói bởi ý vì mày là ý mày là Pino giết nhím để bịt đầu mối đúng không? Ờ cũng đúng, đúng lắm bởi vì thì tội gì tao giết nhím mà thì tội gì tao giết sói để cho nó ấy bất lợi đúng không? Ông thì tại vì nó giết được tao đúng không? Ý là làm sao thằng nhím biết được đúng không? Làm sao mà thằng sát thủ biết được đó là sói đúng không? Ý là nó thế. Mày không hiểu à? Không hiểu kiểu gì luôn. Bị đau đầu đấy nhá. Nhím. Tức là nhím nó nhận là sói nó cắn Pino không chết, ám chỉ là Pino là sát thủ. Thì ý là thằng nhím đang đổ cho Pino nè, xong rồi round sau nhím chết thì Pino là người nghi vấn đầu tiên, anh hiểu không? Ý em như thế nhưng em nói nó hơi dài dòng. Thôi để thế bây giờ tao nói nhá, thì tao biết nó là sói, nó cắn tao, tao không chết thì tội gì tao không giết người khác mà lại giết nó. Đúng không? Để tao bất lợi, tao muốn nó giúp tao cắn cả làng. Có phải hơn không? Uầy. Đúng chưa? Đúng vậy. Vote tiếp. Exactly. Nhưng mà sao lại vote quang? Phải biết Pino có vote không? Ủa Pino có vote không? Tôi rơi cuối rồi. Thì giọng Pino vậy là dân hợp lý còn gì? Khó xử tay à?
từ các bạn ơi, các bạn cứ để tôi chơi. Tôi xin giới thiệu lại với các bạn luôn, tôi là một nghệ dân nhân tẩm dầu đến từ Cao Bằng các bạn nhá. Tôi từ trước đến nay chơi ma sói tôi phải kinh qua khoảng 100 ván tẩm dầu rồi các bạn. Tỷ lệ chiến thắng của tôi, win rate nó rơi vào đâu đấy khoảng 75% các bạn ạ. Nghĩa là tôi chơi tẩm dầu vẫn đỉnh với đáy ra. Các bạn cứ để đấy, tôi biểu diễn cho các bạn xem khả năng chơi tẩm dầu của tôi là như thế nào. Oh no. Mẹ mà tẩm thằng nào chết thằng đấy nhỉ. Oh shit. Oh shit, cắn anh rồi rồi. Đổ rồi. Mọi người em bị tẩm dầu. So many color. Ủa, oh, hai người chết rồi mà vẫn còn tẩm dầu á. Anh chưa bị, anh không bị, anh không bị, anh không bị. Tức là bây giờ, bây giờ mình còn cả sói này, cả sát thủ, cả tẩm cả dầu, dầu. Em nghĩ quen là tẩm dầu, tin em, tin em. Đừng nghĩ bạn ơi, đừng nghĩ bây giờ mình phải tìm con sói với sát thủ trước đã này. Không, tìm cái tẩm dầu trước. Ủa, phải tìm tẩm dầu trước. Tìm tẩm dầu trước, nếu không thì... Còn thời gian mà, còn thời gian mà. Từ từ để em sâu chuỗi lại nhá. Anh Chip có bị tẩm dầu rồi đúng không? Anh chưa bị. Anh chưa đúng không? 7 chưa bị đúng không? À 7 bị chưa? Bảy bị rồi. Còn Snake với lại cả Pino đúng không? Tao bị từ đầu. Anh không bị. Ok, bây giờ còn em, bây giờ còn 3 người. Bây giờ còn 3 người này. Là Quang với anh Chip với anh Độ này, một trong 3 người là tẩm dầu. Không. Thì giết Quang. Thế bây giờ nếu như mà nó phách tẩm dầu thì sao em? Em tin thế? Em không tin, nhưng đây là cái nghi vấn đầu tiên. Một trong 3 người là tẩm dầu. Đúng. Được chưa? Em không, mà anh Độ im lắm. Biết Độ là cái gì? Ồ, anh Độ mà anh hơi im này. Lại tao? Thì bây giờ chỉ nói đơn giản như thế thôi. Bây giờ tao nói nhiều chúng mày cũng giết. Anh Độ cũng thế, anh Chip cũng thế. Bạn là gì hả bạn? Thì anh... Tôi là dân bạn, tôi là dân. Thì anh nói vừa vừa thôi rồi. Lúc nãy tao vừa bảo với kênh chat xong là ván này tao chơi dỗi đây. Xong rồi bây giờ tấy nói đéo sai thì tao nói ngay từ đầu luôn là kiểu đéo thì tí nữa tôi đéo nói chúng nó lại vote tôi. Bây giờ lại vote thật rồi đấy. Thế là vote, đây là đưa ra nghi vấn thôi. Bây giờ là đưa ra nghi vấn là em với anh với anh Chip này là một trong 3 người này là tẩm dầu này. Đấy, easy chưa? Được. Nếu như mà tao thằng 7 với thằng 6 nhỉ? Ờ đấy, xong rồi thằng 7 vẫn còn sống nhỉ. Nhưng mà em bị tẩm dầu. Thì tẩm dầu liên quan gì mày, không phải là sát thủ hoặc là sói. Đúng rồi. Thế bây giờ cứ để lấy người ta bốc cháy thì biết liền chứ gì. Cái vấn đề bây giờ là dân làng rất là mong manh này. Tỷ lệ bây giờ đang là còn có... Quay câu giờ ở đây. Vote cho em đi, tin em. Không. Vote tao là mất một dân đấy. Không, tao thấy nó giải thích hợp lý đấy. Đúng rồi. Thôi bây giờ vote Snake đi. Bây giờ tao đang muốn tìm một con sói hoặc một sát thủ trước đấy. Không em, bây giờ phải tìm con sói. Bảy. Vote 7 nha. Sao muốn Snake? Sao lại vote ông 7? Thằng Snake là thằng nguy hiểm nhất này. Bây giờ em chết này, coi này. Con này sói, sát thủ và tẩm dầu. Sát thủ của này giết thằng Quang là đẹp này. Sát thủ của này giết thằng Quang phát thôi. Tại vì thằng Quang đã bị nghi là tẩm dầu, các ông hiểu không? Giết phát xong tôi đốt được phát còn tôi với Chip già. Xong phát này sẽ là 50-50, nó đưa trưởng làng cho ai thôi. Đưa cho tôi phát là tôi sẽ bùng nổ. Nghe nhân tẩm dầu. Oh shit. My friend. Cay vãi. Đây rồi. Hết dầu cho Snake, anh hết dầu cho Pino. Hết dầu. Ok, đấy nhá, tao đéo phải tẩm dầu, được chưa? Đấy, tao không phải tẩm dầu đúng không? Tin tao chưa? Tin chưa? Bây giờ nhá, có thể anh Chip hoặc là Pino là sát thủ thôi, sói chết rồi. Sói chết rồi. Sói nào chết? Anh đúng không? Là tẩm dầu. Ơ? Mẹ, tao không phải tẩm dầu, tao là nghệ nhân tẩm dầu. Thế bây giờ, đúng không? Chỉ có một... Ơ? Anh Chip chắc chắn. Rồi xong mày luôn. Anh Chip một là sói hay là sát thủ chắc luôn. Sao? Nhưng mà Quang là sói là Quang chỉ Pino là xong rồi. Xong cái gì nữa? Hả? Xong game thì sao là xong game? Snake này. Mày sát thủ. Mày là sát thủ. Mày sát thủ Onip. Tự nhiên cái quay qua chỉ. Sát thủ Onip. Biết tiếng phim. Mày là gì anh? Ê, tao thắng rồi.
mẹ ờ, sao hiểu sao để thằng Quang mẹ nó sống phải liền sống. Ok chưa mọi người? Ok chưa? Ôi, okay chưa? Quang là dân. Quang là dân. Quang là dân à? Ok chưa mọi người? Ok chưa? Ok. Ủa, Quang là dân à? Sát thủ thiệt luôn á. Uầy. Ôi, không thu được. Hay quá Quang ơi, hay Quang ơi, hay Quang ơi. Chính giả là sói à? Đây, mở phòng. Bất ngờ đấy nhở, bất ngờ đấy nhở. Điêu điêu ấy. Vào đây, bố mẹ. Bất ngờ thực sự, ôi Quang đỉnh và đái luôn Quang à. Mẹ mày 10 điểm luôn đấy. Hay Quang ơi. Ơ nhưng mà anh là gì đấy? Không, tao là dân, tao là dân, tao là dân. Bởi vì là... My check. À đó là cái phóng quả mà. Phóng còn cả. Đúng rồi, anh Độ là nghệ nhân phóng quả. Tao là nghệ nhân phóng quả. Săn kia kìa. Nói đúng nghệ danh của tao. Mọi người ơi đấy. Ủa bên nó là sát thủ chơi tới cuối luôn ạ. Mọi người ơi. Tao cắn tên đầu tiên thì mẹ vào Pino thì mẹ là sát thủ. Đấy, thế mà em kiểu fake ấy, đúng thật ạ. Em hiểu thằng Pino sao lại phi dao ra quả đấy ạ. Không, tao đốt mẹ rồi. Nó sợ quá, nó giết mày luôn. Sao đéo giết thằng Quang này. Anh Bảy này với cả thằng Quang này thì em nghĩ anh với cả Bảy nhiều hơn. Vô lý vãi. Đã trìm anh này. Đôi giả mẹ mày. Sao biết à, hết trận bấm tab lên là thấy mà các bạn. Đây nãy tôi bấm tab lên tôi xem các bạn thấy không. Đã tìm quả mẹ hoa ban đi. Em biết là ai rồi. Nó có di chúc rồi. Em là dân. Nó có di chúc. Em là dân nhá, đừng giết em nhá. Ê, mọi người ơi, em bị tẩm dầu mọi người ơi. Nhanh nhẩu thế nhở? Em bị tẩm dầu luôn này. Em village. Sao lại không nếu mà bố trưởng làng. Nhưng mà Từ anh Ben là sát thủ, anh Độ là tẩm dầu. Không, anh bảo nếu như mà hai thằng mày đều bị tẩm dầu mà bị tẩm dầu thật ý, thì thằng Snake không thể làm tẩm dầu được. Tại vì ném đúng. Hai chỗ thì gần nhau nha, hai bị là tẩm dầu mà. Mẹ đúng. Mày anh tao không phải là sát thủ luôn. Ván trước tao tẩm dầu rồi nhỉ. Bị tẩm dầu thật. Bê tao tẩm dầu nữa ăn cứt. Anh ném em kiểu kiểu gần nhau ấy. Nhưng mà làm sói sơn nó không cắn nhờ. Hoặc là sói là sát thủ. Không phải. Đúng rồi. Ôi, kìa, vừa nói xong thấy bông mai khóc kìa. Bông mai là sói. Không, đúng rồi. Nó khóc kìa. Bông mai là sát thủ, xong anh chip là sói, chip có bông mai nhưng mà bông mai không chết. Ôi, hợp lý. Không. Em gì đấy? Ăn no quá nên anh này. Anh lo thích lại liền luôn. Não tao nhảy số nhanh lắm. Làm thế nào để che mặt đây hả bông mai? Sao mà bông mai cố tình mày là để giết Mino để khử luôn anh em hiểu không đẹp? Địch mà thấy là ông là sói rồi, ông có chỉ tôi nút nào không? Nút R. Bao trở lan đi. Bầu em mọi người. Em thằng này là sói thật. Đâu thằng nào? Đâu để tôi chỉ luôn. Ông ấy. Không phải. Chắc mẹ rắn luôn mày là sói. Yeah, em đồng ý. Cứ cho làm trưởng làng xem nó sống lâu được bao lâu nè. Nào, bỏ vói đi mọi người ơi. Nhanh đi, đã tốt thời gian rồi. Bỏ trưởng làng đi, bỏ trưởng làng đi. Anh coi vói đi. Ok. Anh Đông ơi. Vót chết anh coi đi, anh coi câu dở quá. Không, em là đừng vót cho thằng bông mai. Anh Đông đâu rồi? Tại sao anh lại bưng bông mai? Tại sao anh quên em, trong khi em mọi người không tin em anh Khôi. Vót cho nhì thôi. Tao không tin mày, tao bảo không vót cho mày đây. No. Tại sao anh lại tin anh Snake? No. Tao bảo này, tự gạt cá nhân rồi. Sống ở cái làng này rồi mà đéo có ý thức tham gia bầu cử thì nên chết. Đây này. Đúng. Xin giới thiệu hàng xóm của nhà tao, mẹ vô trách nhiệm với láng giềng này. Với luôn tham gia nhiều. Với thôn làng này, thấy không? Nhiệt. Ờ cho nó một cái bất ngờ đi. Anh Độ là gì? Vùng thế nhỉ? Anh Độ hay là sói AFK nhỉ? Em nghĩ là anh ấy AFK thôi vì anh ấy không quay đầu kìa. Thì nhưng mà sói không cắn, sói không cắn. Đúng, nó là sói, nó là sói. Đúng rồi, sói không cắn. Đúng, nó là sói đấy. Sói không cắn, đúng rồi, giết. Không. Nào, sói không cắn nhưng mà trôi qua nhanh lắm mà anh. Trôi qua nhanh thì người ta ấn skip mà đâu phải do. Không, làm sao sói ấn skip được em? Làm đéo thì có chuyện. Sói không có nút skip. Đúng, không có skip à? Đúng. Thế mày có theo quả lạc không? Bóng mai ơi. Ra sao tới mày là trưởng làng đi. Nhưng mà anh Đông kiểu AK thương anh lắm. Thằng này đây. Thương ạ. Gì này. Chứ bông mai đi.
Thôi thôi thôi. Ờ thế thôi, giết thằng này, giết thằng này. Đừng. À, em chỉ là một người dân làng, trưởng làng yêu thương dân thôi. Trưởng làng nhưng không được. Giọng mày rung á. Lè tách lét luôn cả rồi, vùng quá rồi kìa. Uầy. Uầy, một cỏ luôn rồi, chắc chắn là sói á. Phát cần luôn. Thì nó bảo nó hỏi làm sao em chết đấy. Sói lại sói sân mùi. Cơm á, đâu 12 giờ kém mà cậu ông. Tí nữa đi. Em chào mọi người, chúc mọi người một buổi sáng thật là vui vẻ. Ơ kìa. Oh shit. Oh no. Ui kìa. Thế là vẫn còn sói, vẫn còn con sói. Vẫn còn sói rồi. Bắn thằng Nhím đi. Tao đấy sáng hôm qua thằng Nhím nó vui lắm, tao nghi là có vấn đề. Ôi. Em sợ em chết đó. Em nghĩ là thằng Nhím, em nghĩ là thằng Nhím. Ai bị tập dầu? Em bị tập dầu, em bị tập dầu, em bị tập dầu. Màu xanh cây màu tím. Màu xanh là cây màu tím, màu vàng, màu trật tự. Xanh. Trật tự. Còn ai được không? Không. Ăn chím, ăn chím. Em bị thử ván trước rồi nhá. Em bị thử ván đầu nhá. Bác cậu săn đã bắn trúng con lợn cổng rồi. Cổng lưới đã lượng thật hay. À, vẫn còn dầu này. Còn dầu. Ôi, nhiều dầu quá. Nhiều dầu quá. Mày bông mê này. Cho anh độ ấy. Không, vẫn còn dầu ấy. Cho anh bông mai ơi. Cho anh. Bông mai, cho anh. Cho anh độ. Cho anh. Anh biết ai là tầm dâu rồi. Ờ kìa. Ok, sao nó cho con đếp. Ok. Hay nói AFK ta. Cái trách nhiệm chứ nhỉ. Bạn là gì ấy chip? Bạn là gì ấy? Sao mà sao anh bạn lại đẩy em đây? Vẫn bị tầm dâu này. Anh chim chắc chắn là cái gì đó. Hỏi anh chứ không trả lời ta. Làn da của bạn đã tố cáo bạn rồi. Ơi, cháy lâu. Không, em không biết chị ở đâu. Thôi. Chị ai? Anh chim. À, chị ai? À, chị. Anh chim đấy. Mà này, tôi nhìn thấy kiểu mà tóc tôi có xấu lắm đéo đâu mà. Sao không chửi bới thậm tệ thế nhở? Trông kiểu mà... đẹp trai là trông mặt mũi sáng sủa ra bao nhiêu. Cảm ơn nở nhá, cảm ơn em. Cứ ngồi chê, bực thực sự. Người ta bảo là xấu mặt thì lâu, xấu đầu thì chóng các bạn. Nếu như nó có xấu thật thì chắc là mấy hôm các bạn nhìn mặt sẽ quen đấy mà. À nhưng mà đéo thì anh em phát chia tay nhau 10 ngày cơ mà nhỉ. 10 ngày nữa các bạn nhìn lại thấy lạ vậy đấy, là tóc nó sẽ trắng bốp ra các bạn ạ. Trời ơi, bên sân. Đây. No. Em đã bảo anh chím mà. Hết tầm dầu chưa? Anh chím mà anh đổ. Chưa anh ơi. Vẫn còn tầm dầu. Fucking shit. Quay đi im lắm. Oh. Anh đổ rồi. Ai đây? Từ từ bạn ơi, bạn từ từ đã. Không. Em là dân, em là the real luôn. Bạn ấy. Là dân đúng không? Tôi là dân. Bạn là dân trưởng làng, bạn kiểu thị trấn thắng thì mẹ vậy đúng không? Không, nhưng mà đêm nay nhỡ bị dụ đấy thì sao? Giết tôi thì sao? Đúng rồi. Đúng không? Anh đổ rồi. Thì thằng Snake là sát thủ đó. Không phải em. Thì nhỡ bạn là sát thủ thì sao? Anh chỉ bắt đầu rồi tin em. Đúng thì, không? Thì sao? Thôi, đấy là tùy bạn, đấy là lòng tin của bạn thôi. Ơi trời ơi. Anh đợi tên em. Tin em. Ủa, thế là hôm nay tôi lại có quyền quyết định. Tôi đỉnh vẽ đài luôn. Thế thay tên mặt cả làng nha. Một ăn cả ngã về không nào. Từ từ đã, để tao nghĩ một tí xem nào. À, khó thế nhỉ. Em có bao giờ lười anh chưa anh đâu? Ơ, từ từ. Thằng Nhím là ngồi cạnh thằng Snake à? Nhím ngồi cạnh Quang anh. Thằng Quang. Ơ, ai là tắm dầu à? Sao anh... Từ từ lúc đầu thằng Nhím nó bảo là nó bị tẩm dầu. Xong rồi thằng bên cạnh cũng gọi tẩm dầu là thằng Quang bị tẩm dầu à ngay từ đầu đúng không nhỉ? Ơi giời, anh là tắm dầu đến không anh đếm lại đúng không? Nếu như mà thằng Quang với thằng Nhím bị tẩu. Đúng rồi, thì thằng Snake chắc chắn là đéo phải tẩm dầu, tôi còn nói thế đúng không? Ờ. Làn da của bạn đã tố cáo bạn rồi, bạn tiếp xúc với hóa chất nhiều quá, da bạn đỏ lòm kìa, bạn chết rồi chip ạ. À. Chết đi. À, thế bạn gì tôi thì bạn đem lại sát thủ nó giết. À đúng. Bạn đây bạn vốt sát thủ, bạn đây sát thủ. Bạn đây sát thủ. Bạn vốt sát thủ, bạn. Anh đâu ơi. Ôi giời ơi. Đây tôi giết đúng luôn đây bạn.
Bị lừa. Không có tiếng phi dao không ạ? Không hề có tiếng phi dao. Ôi, như thế là chiếc già là tẩm dầu. Đỉnh vãi đái luôn, công chê tôi đi. Ờ, công chê tôi đi. Không có tiếng phi dao bạn ơi. Bạn không phải là sát thủ. Bạn là tẩm dầu, bạn chết với tôi rồi. Cảm ơn Tranh nha, cảm ơn em. Wow, chúng mày thấy chưa? Chúng mày chết rồi, chúng mày đang bàn tán xôn xao về tao đúng không? Tao đỉnh về đấy luôn. Tao giết nốt tẩm dầu của chúng mày nhá. À, tí nữa kiểu anh em mình xuống âm phủ cái mọi người sẽ kiểu khen anh em mình vãi đái luôn. À không, khen tôi chứ, khen bạn làm đéo gì nhỉ? Đỉnh vãi đái á. Ui, đỉnh không, đỉnh không, đỉnh không, đỉnh không, đỉnh không. Đỉnh thật là anh chip thiêu. Anh thêm sống một mình rồi, các chiếc làng. Anh chip ơi, anh chip ạ. Anh chip ơi, hay anh chip. Hay rồi, hay rồi. Vậy là anh chip. Đủ má, mày tao là thằng đưa cả làng thắng má. Anh chip này, anh chip ơi. Anh chip ơi, chỉ là đi đây, anh chip ơi. Đây là bom này, em là chưa. Đúng là lạc lồn. Em yeah, mà mới chỉ là trưởng làng tiếp đi. Ván nãy thằng nào sói nhỉ? Thằng nhím mấy thằng quang đây. Đẹp anh đẹp đây. À, thằng đẹp à? Em đưa anh trưởng làng đây. Hợp lý. Sơn đấy cả sát thủ này. Em support. Anh quang. Anh đội là tập dầu nhá. Bố mới tập ngày đầu tiên. Thì em bị tẩm rồi mà. Ok kìa. Kìa. Tao nói đùa thôi. Thôi. Anh độ là tập đầu nhá. Tao nói đùa tập. Lời nói đùa là thành sự thật. Không còn lý do gì nữa. Đen lại lột về. Kìa. À, ok không? Ok không? Em bị tẩm dầu nhá, mọi người nhá, mọi người biết rồi. Em cũng bị tẩm dầu mọi người ơi. Tình hình... Ui dồi ôi. Chỉ có anh độ thôi. Hợp lý, tọa độ này hợp lý quá anh độ ạ. Tam giác quỷ Bermuda đấy nhở, không phải tao. Thế. Không, chắc chắn là anh. Đen vãi luôn. Ok. Ơ nhưng mà... Rồi. Sao lại lúc bằng là em nhở? Để tao làm trưởng làng thôi, nhưng mà thực sự là không phải tao là tập dầu. Em nghĩ là thằng Bino. Đây rồi, tập dầu đây rồi. Tập dầu mất tập trung quá, bạn tiếp xúc hóa chất nhiều quá, ảnh hưởng bộ não rồi đúng không? Không để ý. Ok, không để ý thì chết đây, thôi. Đây, bên này cũng áp các anh ơi, bên này cũng áp các anh ơi. Đâu? Cú đẹp. Anh đồ tập dầu hay sao ấy? Anh Kiên. Thế thì anh Kiên chết rồi, anh Kiên chết chắc rồi. Ok, mày đừng vừa bảo chết anh Kiên đâu cầm đầu luôn. Anh Kiên biết nhanh thế. Anh Kiên ơi, anh Kiên hoạt động nhanh. Ê, alo, 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 chị. Thằng cuối em bố vừa bị sang bó tí. Mọi người phải tin em. Dùng. Dùng quá. Dùng cái gì, em ở Sơn Lạc không hả? Anh đồ tầm đầu. Anh Kiên em ở Sơn Lạc không? Mày sao thủ giết bố mày đúng không? Chó này. Dần trở nên bất tuyệt. Ok, nó căng thẳng vậy. Vón đỏ đi, vón đỏ đi. Bây giờ tao làm trưởng làng cũng được, nhưng mà tao đéo phải là tẩm dầu. Trời ơi. Tao mà là tẩm dầu phát đầu tiên, thói quen của tao lúc nào tẩm hai bên trước. Choáng. Tao đã bảo là tẩm hai bên nó không được. Đúng rồi, anh bảo là anh tôi bảo là tẩm hai người liên tiếp không được. Ví dụ như tôi tẩm bạn xong tẩm thằng Khôi này thì dễ bị ném nhầm, understand. Chứ không phải tẩm hai bên, thằng bên là như này. Đâu, em nghe anh bảo là anh là tẩm dầu thì anh đổ dầu em mà. Thì lúc ấy tao đéo biết mày bị tẩm dầu, tao nói đùa thế thì đéo mày bị tẩm thật. Cười cái đéo đi. Thằng nhím. Nhưng mà tẩm thằng Khôi. Không, ba đây, tôi đổi lại thằng Hiếu. Chắc chắn là thằng Hiếu luôn. Sao tôi? Thằng Hiếu là tẩm dầu. Sao mà tôi? Không, anh Hiếu không tẩm em đâu. Hiếu biết gì cả. Anh Khôi gì càng phết à. Khó nhỉ.
yên đó ấy. Không, không kìa, bắt tao. Giọng giọng anh vụ thảm sát đi. Giọng. Đừng 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 tẩm dầu nữa, quay lại vụ thảm sát đi. Quang. Nhím ơi, nhím ơi. Bông miên chết à. Em ở đây ạ. À? Lúc nãy em bị tẩm xong rồi nó nói hay là nó nói sao vậy? Rapper Q&T và em bị tẩm chết chắc là thằng Snake hoặc Pido. Ý kia là nó Pido thì trước cái sao? AFK rồi không phải là Pido này. Sau anh ạ. Snake biết được. Ui dồi ôi. Sao lại là em? Thề em mấy lần dân rồi đấy. Nếu mà là sau không biết lần đổ đâu, nếu thì mà mấy lần dân không phải tao mà đây, tao kể lại cho mày nhá, kể thật nhanh nhá, không lại mất thời gian của dân làng nhá. Lúc nãy là buổi tối khi cả làng đi ngủ rồi là thằng nhím nó bảo không, là vấn đề chính thôi, bỏ qua cái đổ dầu đi. Vấn đề chính là nhím bị xong rồi mày mới nói vậy thôi. Tu nói đáng bảo là bây giờ nó có hai mục tiêu rồi, ông đổ lỗi vãi anh xem đây câu giờ ấy mọi người ơi, câu con cá người ta nói đúng ngắn con mày thôi thì mẹ 5 giây. Chắc chắn một thằng giết thằng Boma để đổ lỗi cho tôi này là một này, giết thằng Quang đổ lỗi cho Pino hoặc Snake là hai đó. Quang tự nhiên là sói cắn à? Ờ đúng. Thế mà kiểu như vậy chỉ có anh Khôi thôi, anh Khôi hay làm đúng vậy? Rồi, chỉ có anh giết thằng Boma rồi. Bỏ cái tay xuống, bỏ cái tay xuống. Không. Em đang định bảo anh Chip ạ, với những một cái con não đầu to như thế thì em nghĩ là thằng 7 não to, nó hay chơi cái bài như thế lắm. Em nghĩ thằng 7 nó có cái gì đấy. Ừ, thằng này mối thăm danh xảo. Không, tao nghĩ khác. Chip già rất ít khi phân tích, mà tự nhiên Chip già phân tích như thế, Chip già nhiều khả năng à. Oh yeah, đúng. Không, anh Chip phải là người chứ, anh Chip phân tích chuẩn mà, anh Chip tôi đúng không. Mà khi mà cả làng này nó đúng. Là lừa trong lừa đấy em. Thằng giết người mà. Là lừa trong lừa đấy. Không, anh Khôi đấy, em nghĩ là anh Khôi. Không, em nghĩ là nếu thế thì anh Chip phải công bố thêm, anh Chip em chết, em chết là tại anh Khôi nè, chắc chắn luôn. Em đi lên xe me. Trời này em chết là chắc chắn là Khôi. Tao nghĩ là tao ấy. Không phải tôi nhá. À! Ôi. Ơ. Lag rồi. Ồ, đơ game rồi. Sòi đeo cắn. Anh Khôi giết mày đấy. Sao không cắn? Mày bị điên nhỉ? Tao giết nó làm cái gì? Sòi cắn là sát thủ rồi. Anh Chip ạ. Em tin anh chắc là thợ săn game này, bởi vì chỉ có anh mới dám tự tin đứng ra phân tích như thế. Anh phải là người cầm chức năng đúng không? Anh nghe tin em, giết thằng 7. Nhưng mà buồn quá, Chip đéo phải là thợ săn. Thợ săn là một người khác. Tôi được cầm dầu rồi nhá, đi con mẹ. Em bị tắm dầu rồi nhá. Mọi người em ngồi đây một mình bơ vơ. Lấy giờ bao nhiêu người bị tắm dầu rồi? Ủa, em này, em này. Có thằng nào bị tắm dầu chết chưa? Chưa, nó mẹ bị tẩm dầu nhưng mà nó chết rồi thì làm sao mình biết được? Thì tao hỏi lấy lúc sau round nào ai chẳng kêu ai bị tẩm dầu hay không? Qua đêm hôm qua của anh. Nhưng mà đến lúc nó ngủ dậy nó chưa kịp nói nó đã chết rồi Hiếu. Anh mới bị này. Có thể có một mình đủ 4 rồi. Đủ 4 rồi. Ừ. Em này, anh 7 này, anh Khôi với anh Chip. Chip ơi, bây giờ nha, tôi hỏi bạn thôi, bạn có tin là thằng nhím nó đang fake nó bị tẩm dầu không? Không. Nó là thằng tẩm dầu, bạn hiểu không? Em có nghi, em có thì nghi. Đấy, nó là thằng tẩm dầu ấy. Em là thằng tẩm dầu ấy. Nghi tôi là thế đấy. Nó từ đâu là lên mạng, nó là thằng tẩm dầu. Em đọc màu cho mọi người nhá. Đọc đi. Mày tự tẩm mày được, mày hiểu không? Màu xanh lạc cây, màu tím, màu da cam. Đấy. Nó tự tẩm nó làm đéo gì Pino? Điên à, để mày nó đốt trái con phải đấy. Đúng rồi, em tự tẩm đến chết à? Thề, anh Pino. Sao lại lại còn anh Snake chết này mọi người ơi. Ờ đúng chết thằng Pino. Mày lại đúng không? Snake chết mày lại sang dúi tao. Thì đổi một một đấy. Anh nhìn cái biểu hiện của anh Khôi nhá. Chứ thằng nhìn nó vừa chỉ em cái này Khôi dúi luôn. Thế mày dúi tao lại đổi một một chứ mày chết này. Mày dúi mày tại vì anh ngay vì anh ngay từ đầu là anh đã dúi rất nhiều người rồi. Không, em nghĩ sao thằng Malone thì bạn mày. Này mày thích điều lúc đầu tao dúi anh. Cái giơ tay ăn cứt à? Đây em khổ đâu. Mẹ mày mình cứ giơ tay cái đéo gì? Nhưng anh nói được nhiều kiểu nhá. Anh từ đầu anh chỉ nói thôi là anh cho mày. Đấy, cho mày hơi im nhở. Anh không phải người. Cái gì kinh khủng đấy. Lại bớt đùa. Thề. Mày có chết đéo đâu. Tôi chết bạn đây. Mày đấy. Pino anh ơi, Pino có bé này nhiều hơn lên. Thề. Pino là người có chung tay. Đâu, em thấy anh Khôi cảm nghĩ được em mà. Ok. Tôi chết bạn ơi. Buồn cười lắm. Em bị tẩm dầu. Tao bị tẩm dầu nhá.
em bị tẩm dầu. Ui, con tẩm dầu chết tôi. Thế thì đéo phải nhìn tẩm thôi. Tẩm đủ 6 tuần thôi, chết. Thôi em thôi, chết. Thôi, từ từ nhá. Thế là vòng sau nó vừa tẩm anh hôm nay thôi thì là vòng sau nó mới đốt đấy. Vòng sau nó đốt tẩm, đấy. Tẩm em nữa. Nó không đốt cùng được à? Không. Thế thì bị tẩm gần hết làng rồi. Đúng rồi, đủ tẩm hết lượt rồi, hôm sau phải đốt. Ui, thế tối nay phải treo cổ thôi. Mẹ mày giọng thở đép nghe nghi. Bây giờ em anh treo mày thì treo ai? Không. Anh ơi, thằng bảy nó sống đến bây giờ mà mọi người vẫn tin nó à? Nó phải có vấn đề chứ. Em bị tẩm thôi mà, chứ em có làm gì đâu. Nếu em vấn đề gì đâu anh. Em cống hiến dân có vấn đề trời. Game này ít nói hơn hẳn bảy ạ. Mày cũng có vấn đề đấy Khôi ạ. Game này em chả nói năng gì. Đấy, okay, anh... em chỉ chờ như đó. Sao anh lại bênh thằng bảy thế? Tao không bênh nó nhưng tao thấy mày có vấn đề. Em dám chắc phần trăm cao là... Em sẵn sàng đuổi bạn 1-1 này. Em đuổi bạn 1-1. Đập mày đổi còn có ý nghĩa đéo nữa, ván sau nó đốt mẹ rồi. Nếu thế thì anh tin em với thằng bảy trước đi. Em phát hiện combo của anh Khôi là phát tẩm dầu round 1 này, tẩm nhiễm đúng không? Sau đó round 2 tẩm em với anh Chip này, rất là đơn giản. Mày đọc màu đây, mày đọc màu đây, đọc bên trái, chơi trái có phải đấy, chơi đây. Đây em đây, chơi đây, đọc màu đúng không? Cam bây giờ vàng này, xanh lá mặn này, xanh lá cây này. Đấy, mọi người nhìn ra bên trái. Đọc đây, ơ lâu thế. Hiếu là gì, Hiếu bị tẩm dầu chưa? Chưa, Hiếu chưa bị. Bạn không bị tẩm dầu đúng không? Bạn không bị tẩm dầu đúng không? Tôi bị từ lâu đọc rồi. Đây, bảy đọc đây. Anh đang đâu không? Ông ơi, ông ơi, tôi bảo. Chíp ơi, ông có tin là thằng này nó vừa phách tẩm dầu không? Nó là tẩm dầu không? Thằng đét, thằng đét. Tại vì lúc này tôi có khả năng lên nhỉ? Ờ, nó gào thét lên nghe kiểu giả. Khả năng gì đây em đọc. Em chụp ảnh gửi cho anh luôn này. Không không, thế thôi, thế thôi. Em bị một cái bãi mà. Thế thì quay rút gọn lại chỉ có một là hai thằng này hoặc là thằng Hiếu thôi. Ok, không phải em đặt màu cho anh được mà em cúi từ đấy đến giờ. Em đọc chuẩn cho anh nhá. Đấy anh quay đi. Anh nhìn ra vị 90 độ bên trái của anh đi anh độ. 30 giây thôi từ từ đừng đọc màu nữa, đừng đọc màu nữa, bè tìm đi. Mẹ à mày bè đọc nữa thì ăn cứt à. Bây giờ bỏ cái việc đọc thì màu. Em bảo bây giờ là em ghi thằng bảy. Bây giờ có tôi khoảng anh Khôi này. Phần trăm hay là anh Khôi hoặc bảy nhỉ? Là ai bạn nói luôn đi, là ai. Ai thằng đẹp nhá. Bây giờ phải trí đấy, chắc chắn là phải trí đấy. Nó đang dí bảy màu này. Khôi. Em là dân, đừng có giết em. Bây giờ hết lựa chọn rồi, đéo cả làng đéo ai vốt cả. Hết lựa chọn rồi. Nhưng mà tôi thì bây giờ chỉ người bị tẩm dầu thôi. Nhưng mà bây giờ vốt người bị tẩm dầu thôi là an toàn nhất. Còn dầu không? Còn. Còn. Thôi ăn cứt mẹ rồi. Chúng mày cứ đếm màu, mất thời gian không? Sáng ra phải vốt luôn. Không kịp đâu, nó đốt bùm mất là xong à. Không kịp. Chúng mình vẫn đổ là em trong sạch. Tao cũng thế, tao trong sạch. Hết tập dầu không? Ôi chứng tỏ sát thủ cũng bị tẩm hay sao mới giết. Ôi vẫn còn ạ, à, thôi rồi, tao chết rồi. Trời anh đọc oan cho em. Khâu xương nó chảy. Em mà Pino. Em mà, tại vì em AK ra đầu không mình giữ gì cả. Đấy. Sau một đêm em ấy mới sử dụng lại máy mà. Lập. Chắc mà em quay lại đúng lúc vậy. Chừng nào thế chứ. Đúng rồi. Chỉ không, nếu như nhau. Mà tao chọn là Pino đấy. Nó phân tích hợp lý mà. Chỉ nhau rank. Là sao trưởng làng chết nhỉ? Ô, này chết cả hai, thế là hòa. Đâu sao anh được chỉ người chết đúng không? Ừ. Ui. Ơ xanh xem em chết rồi. Tao chết. Hết xui 50-50. Chẳng mà anh ơi. Anh làm sao chỉ được nhà, thầy anh người giải. Nhà thất vãi lồn thịt mà game. Không. Thầy Pino. Ấy thì anh xem em cũng chết rồi. Tỉnh chưa? Cho dù không anh chụp lắc anh nói đưa Pino hả? Chết được. Ui. Em căng vậy. Căng não tên. Trời cuốn thế. Cha thì căng. Mày đéo để ý thằng Hiếu lợn chưa? Mày lợn phóng hỏa. Anh Khôi nè, anh Khôi cứ dí. Thì anh dân thường thôi. Mày cứ dí anh dí lại. Ai nhá thủ dí em. Thằng đét sát thủ bán vừa rồi đấy. Tao dí mày đéo luôn, đổ dí mày. Ai chết cháy lọt là phó ấy kìa. Em vừa nghĩ là sát thủ là ai rồi. Em dân làng bẩn. Lúc ấy đéo còn lựa chọn rồi, sát giờ có rồi mà lúc ấy phải giết bạn. Thì thằng nào nói nhiều nhất thằng ấy chết thôi. Em không nói chết.
mày trường hợp đặc biệt. Trường hợp nhờ tay. Nhân mày là đưa tay xin phép rồi gì? Kiểu nhân tay xin phép nhau vãi lìn. Rõ ràng mình chết được pin đồ hộ dỗi ạ. À, mai lại có clip ma sói cho các ông mẹ ngồi ăn cơm rồi nhá. Xong rồi tôi đi 10 ngày các ông nhá. Anh nghe kiểu bất lực không? Đừng! Làm ơn! Mẹ lâu anh! Đừng giết em! Mẹ lâu anh! Ui dồi, ui anh Hiếu mà chết. Thầy đen vãi. Anh Hiếu tử ra trước đâu ạ. Em bị tấm dầu mọi người ơi. Mẹ em nhìn thằng Snake kìa, bạn nó chết mà nó vẫn cứ ngồi thờ ơ nhìn đống lửa. Vãi lại. Vô cảm vãi. Ok, nó bảo nó bị tấm dầu mà anh. Em đã chuột mà anh, đã chuột dưới màn hình mà anh. Anh không làm gì rồi. Sao anh phải chỉnh chuột làm gì? Ờ đúng rồi. Anh vừa làm gì nên anh phải chỉnh chuột đúng không? Thì mới vô game để đã chuột lúc mà. Anh bị lộ rồi. Anh bị lộ rồi. Bình thường em vô game mà em để im chuột. Sao bán này mày không nhìn Sapino mà mày không xoay đi đâu. Đầu game lúc nào mày chẳng nhìn Sapino được tiên. Đúng. Bây giờ chỉ có một giả thuyết thôi là tối hôm qua mày nhìn sang Pino rồi, sau đấy là ban ngày mày lại quay ra giữa đống lửa. Đúng. Anh bị lộ rồi. Nó có làm cái gì đó đây là tâm đây. Anh nhận tôi đi. No, còn mẹ nó luôn đi để trong ngứa mắt vậy đấy. Anh nhận tôi đi. Không phải em, no, không phải em. Hey, mọi người giết em là một người sai lầm đấy. Em phóng hỏa lên này xem mọi người. Ok. You die bro. Mỗi mình em phóng hỏa vậy. Ok. No. Anh là phóng hỏa. Chỉ có một phóng hỏa thôi mà mày đúng rồi phóng hỏa. No. Bye bye. Ủa đừng lên. Đừng giết em. Ok em là dân. Hey, em nãy giờ em chưa được cái dáng làm người ác bao giờ nhá. Chết lúc rồi. Em là dân đấy. Người ác rồi đó. Em là dân. Thì tại sao mọi người không cho em một cơ hội nhờ em là dân mà? Giọng thằng này có vấn đề nhá. Cho cơ hội đấy nói đi. Không nhưng mà mọi người lỡ cho anh làm trưởng làng rồi. Mọi người không giết thì làm hồi sao? Hồi nãy giờ toàn em với Bino bị giết không? Mỗi lần Bino chết là em cũng chết. Mọi người thấy không? Có bao giờ có ván mày sống đến cuối với tao cơ mà mày quên à? Nhưng mà anh là người giết em là dân cơ mà. Đúng không? Đấy mày là sát thủ mày là dân đéo đâu? Em là dân, ok. Nó là dân, nó anh chip là kẻ phóng hỏa, đúng rồi. Dân hết. Quang là sát thủ mà. Anh đùa. Không, nãy giờ anh Ben là dân thật. Em là dân mất mà. Đừng đổ xong được, đừng đổ xong cho tao. Trời ơi. Thế là tao giết nhầm mày đúng không? Này dễ có khi là sát thủ. Đúng vậy. Thế bây giờ tao giết đúng mày thì là hòa đúng chưa? Không, bây giờ biết sai là gọi là tội lỗi nhân chồng chất đấy anh ạ. Anh suy nghĩ lại đi, anh có muốn làm người ác không? Nó bảo bạn tội lỗi chất thức chưa? Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi vẫn giết nó. Quá luôn. Ơ kìa. Em là dân thật. Không mẹ nghe giọng đéo tin được. Mọi người ơi. Thằng này có vấn đề. Không nhưng mà thế này anh Trần anh nhá, bây giờ song long mà kiểu có mỗi một người chết và không được anh xuống cái anh chết trong cái đó. Mà em mừng đi. Anh Kino đỡ buồn. Thân mà hợp lý. Sáng thì ai chả là dân, đến tối mới giết người được các bạn. Ok, em là dân, em là. No, em là dân mọi người ơi. Lại no trông khó chịu rồi đấy. Thôi được rồi. Tao đã định tha mày rồi nhưng mà trông mày khó chịu quá nên tao quyết định là tao vẫn giết mày. Ui, mày là dân, nhưng mà dân ở đây. Trời ơi, cho em chơi game đi, em là dân cơ mà. À, lỡ tao buông tay mà cứ nốt lần lần. Ồ, khó chịu rồi đấy. Biệt mày. Chết mẹ mày đi. Ok. Cười đâu bỏng tí xuống đây. Mẹ mà người ông phủ, người ngủ đêm bay à? Nào đứa trai nào. Mẹ ơi anh đéo no này. No. Lại sắp cho anh chip rồi. Cho em đi. Ok. No no. Trời ơi. Ủa sợ thế nhỉ. Mọi người ơi tình hình tẩm dầu sao rồi? Em chưa bị đéo ai bị tẩm dầu cả, thế chứng tỏ tẩm dầu chết rồi. Tẩm dầu chết từ đâu rồi?
Tẩm dâu là thằng Snake. Như vậy là con hoặc sói. Là vừa rồi tẩm dâu vừa chết xong. À không, không, trong trong là tẩm dâu rồi. Ờ. Tẩm dâu chết từ đầu mà em. Nên là nó đéo tẩm ai cả. Bây giờ còn một sói, một sát thủ thôi. Mino là tẩm dâu. Sơ mồ skip round em nhỉ? Em không phải sói, không phải sát thủ nữa. Mẹ sao tôi ngửi thấy cái mùi giống mùi bị giết thế nhở? Holy fuck. Oh no. Ui rồi anh ơi. Nên con người lương thiện như chúng ta anh có thấy anh giết sai người chưa đâu? Bây giờ còn cả sói cả. Ít này là kiểu em... giọng này thì đang con đang nghĩ là bậy. Ít ra em được sát thủ vô địch cùng người mà em yêu quý. Uầy, nhìn ơi, nhìn tượng ta đẹp không? Còn, nhìn con cả hai đẹp không? Em thấy anh hai này như một vị thần. Để em quỳ xuống trước anh này. Hôm nay sao lại mẹ em sống ra anh nhỉ? Nờ 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 nờ. Vì anh không giết em trước. Sao sát thủ toàn giết em thế nhở? Cảm ơn Biên nhé, cảm ơn em. Anh chip kiểu gì cũng chỉ ở mặt em. Ờ. Rồi, chết luôn. Ồ. Rồi rồi. Này, này anh em nhìn, sát thủ anh em hãy nhìn không? Một bộ não sát bài. Bây giờ làm tính bài. Ôi trời mà, ra mà. Quyết đoán vậy. Đùa với anh chip này đúng không nhỉ? Té 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 té. Còn một sói mà. Còn một sói mà đúng không? Sói này. Sói. Ơ kìa. Sao lại đưa trưởng lại cái đông côn? Sao lại đưa cho sao lại cho mình nhỉ? Ui, nếu như mà thằng Đông Cun mà là dân thì chip già làm quả highlight đấy. Thôi, tôi đây bạn này. Tôi đây. Thì thôi chơi nhau lâu rồi bạn cho tôi. Đâu nhưng mà anh Bảy làm trưởng làng mà anh Đồ. Đi rồi nha. À ừ, Bảy là dân mà anh. Ờ Bảy làm trưởng làng mà ừ. Ờ ok mà. Ông đúng rồi. Em đưa cho Đông Cun mà. Đúng nhỉ. Nhìn nó chip bắn vậy lên không có cơ hội nói rồi. Em nghĩ Đông Cun là sát thủ. Thì anh chip kiểu gì quá đây em nhá. Kiểu này là sát thủ rồi. Tầm đó mà giết anh chip là chắc chắn yêu quang thôi. Ủa mẹ à, mày nói là sát thủ à. Anh chip để em nói đã, chưa gì anh chip bắn rồi. Chả để nói gì cả, thề luôn anh chả. Anh chip quên đoạt đấy. Nên cái đó là biết là giết anh chip để bắn em mà. Anh em nói đã. Cũng là highlight, nhưng mà highlight ngược. Mọi người xin phép anh chỉ phải đợi em nói là chứ em chưa kịp nói gì hết, em không có thông tin em đưa ai hết. Đúng rồi, chỉ có giết em thôi.